hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 năm 2023, mừng xuân quý mão năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ năm 2023, năm 2028. Sáng ngày 4 tháng 1, Liên đoàn lao động quyền phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao quyền khai mạc hội thao công dân viên chức lao động mừng đảng mừng xuân quý mão năm 2023. Tham dự có bà Lê Bích Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động quyền, bà Nguyễn Thị Kim Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quyền, lãnh đạo các cơ quan ban ngành quyền, lãnh đạo các xã thị trấn. Hội thao lần này thu hút trên 670 vận động viên là công nhân viên chức lao động đến từ 17 đơn vị trên địa bàn quyền tham gia. Các môn thi đấu gồm bóng đá, bóng truyền hơi nữ, quần vợt, ném bóng vào rổ, cao co và nhảy bao bố. Thời gian diễn ra các trận đấu từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. Phát biểu khai mạc hội thao, bà Lê Bích Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quyền chia sẻ, với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, mong rằng các đơn vị vận động viên luôn chấp hành đúng điều lệ, thi đấu nhiệt tình trên tinh thần, đoàn kết, trung thực, cao thượng để đạt được thành tích cao nhất. Chúc hội thao công dân viên chức lao động mừng Đảng mực xuân quý mão năm 2023 quyền ở Phú thành công tốt đẹp. Ngay sau buổi khai mạc, hội thao đã diễn ra trận bóng đá nam giữa các đội: Dĩnh Hòa Đông, Khánh An Dĩnh Hậu, Khói Ba, Thị Trấn Long Bình, Khánh Bình, Phú Hội, Phước Hưng Hội thao công nhân viên chức lao động lần này nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp đoàn viên người lao động sang luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, lao động sản xuất đạt hiệu quả, cho lưu học hỏi kinh nghiệm tổ chức và phát triển phong trào thể dục thể thao tại cơ sở. Đoàn viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động tốt.